Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Trái ác quỷ liên quan đến nước, nghe thôi đã muốn sặc nước rồi. Ai là fan cứng của One Piece thì chắc đều biết, một khi ăn trái ác quỷ thì chỉ cần bị rơi xuống biển là vô phương cứu chữa rồi. Và đúng thật, các trái ác quỷ trong One Piece sẽ không giúp cho bạn bơi được đâu, hoặc ít nhất là bơi được dưới nước. Nhưng có những trái ác quỷ mà có vẻ như nó có một độ liên quan nhất định tới nước vậy. Có thể tác giả đã liên tưởng tới nước khi ông ta nghĩ ra những trái ác quỷ này nhỉ? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá tổng hợp về những trái ác quỷ có liên quan tới nước trong One Piece nhé. Và đây chỉ là một tổng hợp những trái ác quỷ vui thôi, chứ suy cho cùng thì một khi ăn trái ác quỷ thì bạn sẽ dính lời nguyền của biển liền mà. Cho nên những trái ác quỷ sau đây có một kiểu gì đó thực sự liên quan tới nước mà thôi nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với... Hiehienomi. Mở đầu cho danh sách này, đó là trái ác quỷ của cựu đô đốc hải quân Aokiji. Trái Hiehie thuộc loại Logia, nói cho người sử dụng sở hữu năng lực tạo ra băng và điều khiển chúng. Điều đáng chú ý là Aokiji còn có thể phủ một lớp băng lạnh xung quanh mình để bảo vệ cơ thể mà không bị giảm sức mạnh hay yếu đi vì lời nguyền của trái ác quỷ. Và theo như khoa học thì băng chính là bản thể rắn của nước mà người sử dụng trái ác quỷ khi tiếp xúc với nước sẽ bị làm cho yếu đi. Thế nhưng chẳng lẽ chủ nhân của trái Hie này được đặt cách không bị trúng lời nguyền của chính sức mạnh của mình chăng? Hay là nó chỉ là băng, chưa bị tan thành nước cho nên Aokiji vẫn không bị ảnh hưởng? Vậy chắc có lẽ ông nên tránh xa băng của mình ra trước khi nó tan thành nước, hoặc tránh xa khỏi người đàn ông dung nham Sakazuki nếu không muốn băng chưa kịp ra đã bị tan thành nước và tự chìm trong đó nhỉ? Yuki Yuki no Mi. Trái Yuki Yuki của Monet thuộc hệ Logia đã mang năng lực của tuyết tới cho cô nàng xinh đẹp này. Có thể nói, năng lực này khiến cho Monet trở thành một bà chúa tuyết chính hiệu. Cô có thể biến tuyết lạnh giá thành những công cụ vũ khí tấn công đối thủ, dùng tuyết để che chắn lẫn mình và người khác. Điều khiến cho năng lực này nguy hiểm hơn nữa là nếu một trong số các bạn hay ai đó bị Monet ôm chầm lấy, thì hãy cố tìm cách thoát ra liền đi nhé. Vì nếu để bị ôm lâu quá, các bạn sẽ dần dần bị mất đi sức mạnh và dần yếu đi rồi rơi vào trạng thái ngất lịm luôn đó. Đừng có thấy gái đẹp ôm là mơ mộng tới chuyện đặt tên con của mình là gì nhé. Bớt ảo tưởng ngôn tình đi nào, 30 chưa phải là Tết và sức mạnh của Monet chưa phải là hết. Một khi cô nàng đã biến thành chú tuyết thật sự, ý mình không phải là như vậy, mà là như vậy nè, thì toàn thân của Monet sẽ hoàn toàn được làm bằng tuyết trắng xóa như mình đã nói ở top trên. Lời nguyền của biển dường như đã đặt cách cho chủ nhân của trái Yuki không bị ảnh hưởng nếu như nước bị đông lại thành băng hay tuyết nhỉ. Sui Sui no Mi. Tuy có vẻ không liên quan tới nước cho lắm, nhưng trái Sui Sui hệ Paramecia của Shinobin lại đem tới cho ông ta một năng lực đặc biệt, đó chính là bơi. Không phải bơi dưới nước đâu nhé, mà là bơi ở bất kỳ đâu trên đất liền, giống với anh chàng Nobita cũng bơi được như vậy và xém nữa là bị chôn dưới lòng đất. Dù gì thì trái quỷ này cũng giúp cho chủ nhân của nó có thể trồi lên để tấn công đối thủ một cách bất ngờ, đánh không lại thì lại chui xuống đất và bơi đi để cứu lấy bản thân. Nhưng mà các bạn không biết bơi thì đừng có lo nhé, vì trái quỷ này đã lo cho phần bạn cách bơi lội rồi. Và tất nhiên, bơi được chỗ nào thì bơi, chứ buồn buồn xuống nước bơi là ngủm của tỏi liền ngay lập tức đấy nhé. Hebi Hebi no Mi Model Anaconda. Trái Hebi Hebi mẫu Anaconda là trái ác quỷ thuộc hệ Zoan, và một trong hai người em gái của Boa Hancock là Boa Sander Sonia đã sở hữu trái ác quỷ này. Ủa nhưng mà tại sao nó lại liên quan tới nước nhỉ? Các bạn có biết không, Anaconda thực ra là một loài rắn Nam Mỹ khổng lồ, cực kỳ máu lạnh, rất mạnh và nhanh nhẹn, được biết đến như là một vận động viên bơi lội cực kỳ giỏi. Nghe thật là mỉa mai cho Sander Sonia vì cô không thể bơi dưới nước và thậm chí chưa bao giờ bơi được luôn bởi vì lời nguyền của biển. Bởi vậy, năng lực của trái ác quỷ của Sander Sonia chỉ có thể biến cô thành một con trăng anaconda to lớn, sẵn sàng lấy cái đuôi quấn chặt và quật chết đối thủ, và có những bản năng của nó ngoại trừ bơi ra.
Sara Sara Nomi, mẫu Axolotl. Trái ác quỷ tiếp theo trong danh sách này không chỉ liên quan tới nước mà thậm chí nó còn liên quan tới một loài động vật lưỡng cư sống chủ yếu ở trong nước suốt cuộc đời. Trái ác quỷ mà quái vật Smiley ăn ở Punjab có tên là Sara Sara Nomi, hệ Axolotl. Đúng như tên gọi, trái ác quỷ này đến từ loài kỳ nhông Mexico hay còn gọi là Axolotl, có một biệt danh cực kỳ dễ thương khác là cá đi bộ. Hãy nhìn xem, trông nó cute quá trời đi mất. Nhưng khi nó được Smiley ăn, thì nhìn Smiley trông chả dễ thương chút nào, vì Smiley bản chất là khí độc hại. Cho nên, dù có thân hình của kỳ nhông, nhưng trông Smiley cứ như đang đổ mồ hôi sau khi chạy bộ giữa thời tiết 40 độ vậy. Mặc dù vậy, Axolotl là một loài lưỡng cư và không phải là cá, nhưng hơi khác so với các loài lưỡng cư khác, cuộc sống của Axolotl chủ yếu là ở trong nước, còn Smiley thì chỉ mang hệ Axolotl mà thôi, nó cũng không thể bơi được dưới nước như bao người khác ở các top trên. Ryu Nomi, mẫu Spinosaurus. Đây là một trái ác quỷ thuộc quyền sở hữu của Page One, một trong những thành viên của đội bách thú của Kaido. Tương tự như hai trái ác quỷ hệ Zoan trước, trái Ryu Nomi hệ Spinosaurus là dựa trên một loài khủng long có thế mạnh khi ở trong nước. Spinosaurus có biệt danh là quái vật sông vì loài khủng long này có một cấu trúc cơ thể phù hợp với việc săn bắt mồi trên sông, giống như loài gấu về đó. Đuôi của Spinosaurus được mọi người cho là giống đuôi của cá sấu, giúp chúng có thể dễ dàng bơi lội khi cần thiết. Nếu đặc tính bơi lội của loài khủng long này bị mất do lời nguyền của biển, thì trái ác quỷ này của Page One chỉ có thể đem lại hình dáng của loài khủng long Spinosaurus này cho hắn mà thôi, chứ không có gì là đặc sắc hay kinh khủng cho lắm. Wosu Nomi. Công việc giặt giũ có lẽ là một công việc khá là mệt mỏi, tốn nhiều công sức của các chị em nhỉ. Ngoài ra, bột giặt và các chất giặt giũ khác cũng khiến cho da tay, da chân của các chị em dần bị ăn mòn, khô ráp hơn. Đã vậy còn phải gian nắng, để phơi đống quần áo đã giặt xong, làn da trắng cũng công giữ gìn bấy lâu nay. Trái quỷ Wosu Nomi cho phép người sử dụng giặt tẩy và treo người hay vật khác lên để phơi. Giống như các bạn hay giặt đồ ở nhà rồi đem phơi dưới nắng vậy đó, thú vị nhỉ? Thú vị hơn nữa là các nhân vật sau khi bị đem đi giặt tẩy và đem đi phơi khô xong, họ sẽ có một trái tim nhân hậu hơn trước. Không biết Suru có giặt râu đen được không vậy ta, cả Kaido nữa. Nếu được thì chắc chắn không có một ai phải hy sinh trong phần phim sắp tới rồi. Mặc dù Suru không thể hiện năng lực thanh tẩy của bà nhiều trong One Piece, nhưng dấu vết ướt của nước trên người bị bà giặt thấy có liên quan đến nước. Điều này có nghĩa là nước không chỉ là điểm yếu mà còn là điều cần thiết cho những người sử dụng trái Wosu Nomi. Shibo Nomi. Các bạn có thích nước ép không? Mình thì rất là thích luôn ấy, vì nó giúp cho cơ thể được detox các chất độc, làm đẹp da, cung cấp chất xơ và đường tự nhiên. Các bạn có thể kết hợp nhiều loại trái cây khác nhau để làm cho mình một món nước ép thêm ngon và nhiều chất dinh dưỡng hơn, và không cần thiết là nước ép một loại. Trong One Piece cũng có nước ép đó nha, nhưng không phải là từ trái cây mà ra, mà là từ cơ thể người. Không phải là ép lấy mồ hôi cơ thể đâu nhé, kinh dị quá. Trái Shibo Nomi thuộc quyền sở hữu của người con gái thứ 14 của Big Mom, Jack Lost Smoothie. Với năng lực này, ả ta có thể vắt kiệt nước từ cơ thể của người khác, giống như vắt lấy nước ép, và sau đó ả sẽ uống thứ nước này vào và gia tăng sức mạnh của cơ thể. Nếu như không được uống vì no hay gì đó, thì ả sẽ dùng phương pháp thứ hai là hấp thụ chất lỏng đó vào cơ thể của mình. Không biết có ngon hay không, chứ cho mình thì mình cũng không dám uống luôn rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh của mình. Nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like và một đăng ký. Và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.